Thông thường một bệnh nhân khi khám về hiếm muộn, chúng tôi chỉ cần cho làm 3 xét nghiệm thông thường. Một là phân tích cái tinh dịch đồ để xem tinh trùng khỏe, yếu ra sao. Cái thứ hai là những yếu tố nội tiết tố sinh sản chỉ huy cho chuyện sinh con đẻ cái. Và thứ ba là siêu âm ở cái vùng bìu tinh hoàn xem có bệnh gì, thí dụ như giãn tĩnh mạch tinh chẳng hạn hay không. Chỉ cần làm như thế. Sở dĩ như vậy là bởi vì chúng tôi không muốn, mà ở bệnh viện Tâm Anh chúng tôi là chủ trương là không vẽ ra xét nghiệm dài dòng để làm tốn tiền bệnh nhân, mà chỉ cần làm những các cái thật cơ bản. Sau từ 3 cái cơ bản ấy, nếu thấy cần làm thêm cái thứ tư, cái thứ năm, thí dụ như xét nghiệm về gen, thí dụ như về giới tính, đến lúc bây giờ mới làm thêm. Như vậy bệnh nhân vừa đủ chẩn đoán nhưng mà vừa không tốn tiền vô ích.